Pep chuẩn bị bước vào mùa giải cuối trong hợp đồng hiện tại với Manchester City. Khi rời đi, tôi sẽ thông báo về việc đó. Hiện giờ tôi chưa thể nói, thuyền trưởng Manchester City nói với truyền thông hôm 27 tháng 7, trong chuyến du đấu tại Mỹ. Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi không loại trừ hoàn toàn khả năng gia hạn hợp đồng với Manchester City. Phát biểu của Pep diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán xung quanh tương lai huấn luyện viên xứ Catalonia. Sau trận thua của Manchester City trước MU ở chung kết FA Cup hồi tháng 5, Tham tiết lộ Pep lên kế hoạch rời sân Etihad, thậm chí sẵn sàng giải nghệ khi hợp đồng giữa ông và câu lạc bộ nước Anh hết hạn vào năm 2025. Những phát biểu mới đây từ Guardiola cho thấy điều ngược lại. Pep khẳng định ông thích việc ở lại Manchester City. Tuy nhiên, huấn luyện viên này cũng cho rằng sau 8 năm làm việc tại sân Etihad, bản thân khó tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ nước Anh trong thời gian dài. Tôi đã ở Manchester City được 8 năm, vì vậy, tôi sẽ không ở lại đây thêm 8 năm nữa. Đó là lý do tại sao tôi có thể muốn rời đi nhiều hơn là ở lại. Nhưng tôi không nói là sẽ rời đội ngay, Pep chia sẻ. Việc chiến lược gia xứ Catalonia úp mở về tương lai khiến câu lạc bộ thành Manchester lo lắng. Đội ngũ điều hành Manchester City muốn Pep đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai trước thời điểm cuối năm nay. Manchester City hy vọng trong quãng thời gian đó, Pep sẽ gia hạn hợp đồng. Huấn luyện viên Chelsea Enzo Maresca khẳng định tiền vệ Enzo Fernandez sẽ không bị gây khó dễ khi trở lại câu lạc bộ sau bê bối phân biệt chủng tộc. Enzo đã giải thích rõ ràng về sự việc và xin lỗi. Câu lạc bộ cũng đã lên tiếng, vì vậy không còn gì bàn cãi về chuyện này nữa. Họ đều là con người, tôi không nghĩ có ai có ý đồ xấu cả. Tôi đã nói chuyện với Enzo và các cầu thủ, tôi không nghĩ sẽ có bất kỳ vấn đề gì khi cậu ấy trở lại, Maresca nói. Fernandez gặp rắc rối khi cùng một số đồng đội ở tuyển Argentina hát bài hát có lời lẽ miệt thị nguồn gốc của tuyển Pháp. Tiền vệ sinh năm 2001 đã livestream cảnh tượng này trên Instagram sau khi vô địch Copa America 2024, gây ra bức xúc. Có 10 cầu thủ Chelsea đã bỏ theo dõi Fernandez, hầu hết là người Pháp hoặc có gốc gác châu Phi. Điều này làm dấy lên lo ngại tuyển thủ Argentina sẽ bị cô lập khi trở lại hội quân với câu lạc bộ. Trung vệ Wesley Fofana là một trong những người lên án Fernandez gay gắt nhất, cho rằng hành động của đồng đội phản ánh tình trạng phân biệt chủng tộc tràn lan trong bóng đá hiện nay. Thủ quân Chelsea Reece James cũng tỏ ra thông cảm với Fernandez. Anh kêu gọi, đây là một vụ việc khó xử. Enzo đã nhận ra sai lầm và nhanh chóng lên tiếng xin lỗi câu lạc bộ, đồng đội cũng như những người bị tổn thương. Tôi hy vọng mọi người có thể bỏ qua chuyện này và tiếp tục hướng về phía trước. Tôi đã nói chuyện với Enzo và những cầu thủ có liên quan, nhưng sẽ không tiết lộ nội dung của cuộc nói chuyện. Fernandez vẫn đang nghỉ bù sau khi dự Copa America và dự kiến sẽ đến Mỹ vào ngày 29 tháng 7 để tham dự chuyến du đấu trước mùa giải của Chelsea. Ngoài nguy cơ bị đồng đội cô lập vì hành động này, tiền vệ Argentina còn đối mặt nguy cơ bị FIFA xử phạt. Liên đoàn bóng đá Pháp, FFF, cho biết sẽ kiện Fernandez và nhóm cầu thủ Argentina đã hát bài hát có hàm ý phân biệt. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã đưa ra những phát biểu úp mở về tương lai của mình tại Manchester City, trái ngược với những đồn đoán trước đó về khả năng ông rời đi vào năm 2025. Guardiola khẳng định ông thích ở lại Manchester City nhưng cũng thừa nhận khó tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ trong thời gian dài sau 8 năm gắn bó. Manchester City hy vọng ông sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai trước cuối năm nay. Trong khi đó, huấn luyện viên Chelsea Enzo Maresca khẳng định tiền vệ Enzo Fernandez sẽ không bị gây khó dễ khi trở lại câu lạc bộ sau bê bối phân biệt chủng tộc. Fernandez đã xin lỗi về hành vi hát bài hát có lời lẽ miệt thị nguồn gốc của tuyển Pháp trong lễ ăn mừng trước vô địch Copa America 2024. Maresca cho biết vấn đề đã được giải quyết và không còn gì để bàn cãi.